Thì nay thử tăng tốc một chút này. Phải nói là cái cách tăng tốc nó khá là kỳ. Hello hello. Đây là chiếc Toyota Veloz Cross phiên bản CVT giữa, bản giữa, không phải bản top. Thì ngày hôm nay thì nhân tiện mình cũng vừa mượn cái chiếc xe này thì mình cũng vừa trải nghiệm một vòng. Bây giờ sẽ nói một chút về cái nội thất của nó cho anh em xem. Thì có hai cái ấn tượng của mình khi mà mình ngồi vào cái khoang nội thất này là thứ nhất là nó có rất là nhiều điểm giống cái xe Toyota Raize, và thứ hai là thực tế thì so với một chiếc xe có thể gọi là dịch vụ của Toyota thì nó có những cái điểm khá là xịn sò. Những cái điểm giống Toyota Raize chính là cái màn hình công tơ mét ở đây, mà cửa gió điều hòa cũng như là cụm điều khiển điều hòa ở đây. Những cái chi tiết khác mà chúng ta có thể thấy là so với một chiếc xe dịch vụ của Toyota thì một số chi tiết ở đây nó có những cái mảng cắt kim cương này, điệu này. Đây nó có một số chi tiết bằng da, bọc da và khâu giả da. Đây bằng da này. Đó. Thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là Toyota bây giờ trông cũng có vẻ là nguy hiểm. Về trang bị thì thực ra là phiên bản này là phiên bản giữa, nhưng chúng ta vẫn có phanh tay điện tử, auto hold, có phần sạc không dây ở đây. Tuy nhiên thì sẽ thiếu vắng đi một số tính năng của Toyota Sepi Sen cũng như là cái phần Cruise Control. Chỉ có một số những cái điểm mà mình nghĩ là so với chiếc Xpander thì nó không có một cái độ cẩn thận và chỉn chu. Đó là khi mà chúng ta cầm một cái tay nắm cửa ở đây này, lỏng lẻo. Và các cái chi tiết ở đây thì nó hoàn thiện khá là sắc. Đồng thời thì bên cạnh những cái chi tiết nó hơi cao cấp thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là các cái phần còn lại thì khá thô và nhiều nhựa. Cái cụm điều hòa ở đây thì thật ra là trông rất là xe tải. Cũng như là chúng ta vẫn phải dùng một cái ghế nỉ. Mình nghĩ là nó sẽ bẩn đấy, khá là bẩn. Và nỉ này cũng mỏng, chắc mua về thì sẽ cần phải bọc lại. Và cái phần che nắng ở đây thì nó vừa mỏng và chất liệu cũng không được tốt cho lắm. Đèn thì có đèn ánh sáng trắng thôi. Đấy, thì về cái tầm quan sát khi mà ngồi ở đây thì mình nhận ra một điểm là cái xe này có cái tầm quan sát nó cũng không ổn lắm, vì những cái lý do sau. Thứ nhất là nó có một cái phần nhựa rất là dày ở đây. Đó, từ cái phần mũi xe cho đến đây, phần nhựa rất là dày, nó hạn chế một cái khoảng tầm nhìn. Thứ hai ấy, là cái nó có một cái ô ở đây thì điểm mù ở đây thì sẽ ít hơn. Tuy nhiên ấy, thì cái chân của cái cột A này này thì nó dày, khá là to, nên là chúng ta cũng sẽ bị hạn chế một phần nào cái phần nhìn ở phía bên này. Đó, thế nên là cái quan sát của nó thì mình cũng không đánh giá quá cao. Bây giờ mình sẽ thử đi ra đằng sau ngồi thử xem như thế nào. Thì ở cái vị trí ghế sau này khi mà ngả thì chúng ta có một cái độ ngả khá ổn. Đấy, và có thể là ngả giống như này luôn. Đấy, thế nên là về cái mức độ thoải mái thì ngồi hàng sau này ổn đấy. Chúng ta sẽ có cái phần cửa gió ở đây. Đó, tuy nhiên thì cái hoàn thiện của nó trông khá là truyền thống. Đó, chúng ta vẫn có một cái khay để nước ở đây giống Toyota Raize. Và sẽ có hai cổng sạc, cổng USB thôi. Đây cũng có chỗ để cốc này. Về cơ bản thì mình nghĩ là cái khoang này được. Nếu như là hành khách ngồi sau thì ổn đấy. Chỉ có là trông thì nó không được đẹp mắt thôi. Còn để mà sử dụng thì mình nghĩ là ổn. Mình nghĩ là cái khoang này thì sử dụng cho hành khách thì ổn. Ok, thì nay thử tăng tốc một chút này. Phải nói là cái cách tăng tốc nó khá là kỳ. Chúng ta sẽ có một cái ngưỡng vòng tua để nó đạt được cái lực kéo, sau đây nó sẽ nhảy số. Nó giống như là nó nhảy số giả lập. Dù đây là hộp số CVT, giống như là có một cái bước nhảy số. Và xe gào khá là to. Mình sẽ tăng tốc lại theo kiểu bình tĩnh hơn, xem như thế nào. buộc phải đi theo kiểu như thế này. Và thậm chí là khi đi theo kiểu như thế này ấy, thì nó cũng vẫn sẽ rất là kêu. 100 km rồi. Đường cộng có lẽ chỉ nằm ở cái việc là xe vẫn khá là ổn định ở khoảng 100 km/h. Các bạn buộc phải lựa chân với chiếc xe này. Rồi thì khi mà chạy ở tốc độ khoảng 50 km/h ấy, thì cái tiếng động cơ nó cũng nhỏ hơn mỗi khi mà chúng ta thốc ga. Và đồng thời thì bởi vì là cái phần cách âm ở gầm nó cũng đã dội lên rồi, nên là chúng ta sẽ thấy là nó gọi là giảm bớt cái sự chú ý của chúng ta vào cái phần cách âm động cơ. Cách âm môi trường của chiếc xe này thì có lẽ là mình cũng đánh giá không cao lắm, vì chúng ta có thể nghe rất là rõ những cái âm thanh từ môi trường dội vào. Tuy nhiên thì lên đây thì cái tiếng máy nó cũng đỡ gào hơn, mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mình sẽ nói ít lại để anh em cùng nghe nhé. Thì về tổng thể cái trải nghiệm khi mà chạy ở trên tốc độ cao là nó êm ái hơn so với khi mà chạy ở tốc độ thấp. Nó không có những cái tiếng gào khó hiểu nữa về động cơ. Mình nghĩ là nó cách âm của nó ở mức trung bình. Và chạy tốc độ cao thì cái ồn từ động cơ nó sẽ không dội vào quá nhiều nữa, thế nên là chúng ta cũng sẽ cảm thấy là cân bằng hơn. Chạy một đoạn trong phố xem như thế nào. Xe này thì nó có hai chế độ lái là Power và Eco. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ Power này, độ nhạy chân ga nó sẽ cao hơn, chứ còn nó cũng không hẳn là nó nhanh hơn đâu. Power này. Đấy. Còn đây là Eco này. Cái lực kéo của cái Power nó sẽ nhiều hơn một chút, còn Eco thì nó sẽ cái mức độ phản hồi nó cũng như vậy, tuy nhiên thì cái lực kéo thì nó sẽ ít hơn. Nó sẽ đẩy vòng tua, nó sẽ chọn một cái ngưỡng vòng tua nó sẽ phù hợp hơn. Thực ra cái này nó cũng hơi khó làm quen một chút, tại vì nó phải long press với cả short press. Tắt này, tắt Eco mode và tắt Power. Nói chung đấy, anh em sẽ thấy là nó sẽ hơi khó hiểu một chút, thì sẽ có Power và Normal. Còn cái Eco mode này thì chắc là chế độ tiết kiệm nhiên liệu, nhưng lại vừa có thể bật được Power và vừa có thể bật được tiết kiệm nhiên liệu. Anh có hơi confuse quá không nhỉ? Đấy, bật được. Giờ mình sẽ tắt thử cái Power, cái Eco mode đi xem như nào nhé. Đó. Rồi, tạm thời là như vậy. Anh em có thể chia sẻ thêm nếu như anh em biết về cái mode này. Và cái chân ga và chân phanh của cái xe này thì theo mình nó cũng khá là nhẹ, chúng ta sẽ phải làm quen với nó, không thì sẽ có những cái pha phanh hoặc là ga khá là nhật giật mình. Lúc nãy mình cũng đã thử và thấy là giật mình phết đấy. Trải nghiệm một đoạn ngắn vừa rồi thì sang em cũng đã thấy là cái vận hành của nó ở trong phố thì có lẽ là nó không được êm ái cho lắm, giống như truyền thống của những cái xe Toyota. Từ nãy giờ đạp thì nó cứ có một cái độ gào khá là gần, khá là to. Mình nghĩ là bởi vì nó không có cái phần cách âm ở trong khoang động cơ, nó vọng vào khá là nhiều. Một điểm mình muốn chia sẻ thêm là cái phần Apple CarPlay ở trên này. Thật ra thì nó cũng ổn, màu khá là tươi, và đồng thời thì cái tốc độ phản hồi cũng ở mức trung bình khá, không bị quá chậm. Thử nghe một vài bài nhạc xem như thế nào. Nói chung thì cái loa này nó cũng dừng ở mức độ là đủ nghe thôi, chứ còn để mà nói là hay thì mình không nghĩ là nó hay, kể cả là hay trong cái phân khúc xe bình dân nhá. Về cơ bản thì cũng không phải là một cái vận hành quá hay mái ở trong phố, mặc dù cái cách âm ở gầm của nó khá tốt, cũng như là cái cabin này nó cũng không bị kiểu phần ồn chủ yếu là đến từ cái phần dội từ động cơ vào thôi. Mình nghĩ là cái phong cách này nó sẽ hơi khác với cả cái chiếc Xpander một chút, là Xpander nó cho một cái mức độ dễ chịu hơn. Mình nghĩ là như vậy, mặc dù nó là một cái hộp số 4 cấp. Trước khi mà mình trải nghiệm chiếc xe này thì mình cũng đã từng trải nghiệm Xpander, nhưng mà mình đã trải nghiệm từ rất là lâu rồi, trải nghiệm nó cũng không thể nhớ được chính xác. Tuy nhiên thì theo như những gì mình nhớ thì với chiếc Xpander nó không cho mình một cái độ nó hơi khó chịu như thế này. Thật sự là chiếc xe này với cái kiểu vận hành như thế này thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Nhưng có một cái điểm cộng so với Xpander là cái xe này nó sẽ có một cái mức độ ổn định thân xe tốt hơn. Xpander thì trèo nó khá là lênh khênh, chiều cao chiều cao của nó thì thấp hơn so với Xpander khoảng 3 đến 5 phân tùy phiên bản của Xpander. Cái vô lăng này thì không bị quá nhẹ và cũng không quá nặng, nói chung là trung tính. Cái độ chính xác thì mình cũng không đánh giá quá cao, tuy nhiên thì nó gọi là tạm ổn, đủ dùng. Tựu chung lại thì mình nghĩ là chiếc Toyota Veloz này nó mang lại nhiều những cái giá trị tốt, từ các trang bị cho đến những cái tính năng của nó. So với một chiếc xe Toyota thì và để xe dịch vụ thì chiếc xe này nó đã có rất là nhiều cải tiến, và Toyota có lẽ là cũng đã lắng nghe người tiêu dùng nhiều hơn rồi. Đấy, thế nhưng mà tuy nhiên thì với cái mức giá là lên đến 658 triệu, tức là khi mà lăn bánh thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng 700 gần 800 triệu, thì mình nghĩ là nó nên được làm tốt hơn ở các cái phần hoàn thiện cũng như là cái phần vận hành của nó. Cái phiên bản cao cấp nhất của Toyota Veloz thì sẽ hơn cái Xpander ở các cái tính năng an toàn chủ động cũng như là số túi khí. Vâng, tuy nhiên ấy, thì mình nghĩ là với người chạy dịch vụ thì họ cũng sẽ mong muốn là cái xe nó có một cái vận hành dễ chịu và êm ái hơn. Bởi vì chúng ta hình dung là một ngày mà ngồi trong xe đến mấy chục tiếng thì mười mấy tiếng thì nếu như nó quá khó chịu thì sẽ rất là mệt mỏi. Đó. Tuy nhiên khi mà trải nghiệm dưới góc độ là người hành khách thì mình nghĩ là cái xe này cũng khá ổn. Chỉ có cái phần nhìn thì trông nó cũng hơi lôm nhôm một tí, nhưng mà về cơ bản thì nó dùng được, mang lại nhiều giá trị tốt. Anh em nghĩ như thế nào về Toyota Veloz? Có thể cho mình biết ở phía dưới comment. Một cái chiếc xe như thế này thì có lẽ là hoặc là phải trải nghiệm rất là lâu, còn để mà gọi là chia sẻ các cái trải nghiệm thì mình nghĩ là cũng sẽ chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.